giờ đêm mà đói bụng ngồi dậy kiếm đồ ăn, ăn cà rốt. Ghét không? Ừ, cà rốt ăn ghét không? Mắt còn buồn ngủ, mắt mở không lên luôn mà đứng dậy kiếm đồ ăn, hai mắt nhắm bìu. Buồn ngủ ăn là phải đút, làm gì riết là làm gì con luôn. Rồi mắt lỡ kìa, mở mắt không nổi luôn mà đang nó buồn đó. Cà đó thấy gác ớt, công nhận được chứ. Ăn cho da đẹp, ăn da đẹp hả con? Đây da đen à, ăn biết mỡ mỏ trắng mất luôn rồi. Nè bác sĩ da đen à, buồn ngủ quá mà nó bụng quá luôn. Đút mới ăn, không đút không ăn. Loại sốc này ăn rau củ quả là tốt nhất. Đói quá mà đúc, làm như con cưng. Chừng 8 đứa nhà đúc chắc chết quá. Một đứa quậy chịu không nổi, 8 đứa nghỉ luôn. 8 đứa mà đúc cái này xỉu thiệt chứ, không làm được gì. Bây giờ mình vừa vừa chào cái nhà, à, con gái nó ngủ rồi, nằm ngủ y như một đứa nước trên trời, sướng không? Ai nằm ngủ gì đó không? Nằm ngủ mà sẽ giống ngủ ngồi với ta, à, nó thấy ghét đó không? Dỗ lưng cái nằm ngủ, nằm niệm nó dỗ dỗ nó ngủ à. Ngay chỗ rồi vú nó có sái luôn kìa. Ừ, cái chỗ đó nó vú nay đó. Nay thay lông kỳ ha. Chỗ nào là có vú nó có cái tự nhiên à. Nó đứng trắng. Thay lông trắng thế này là vú tới ngày sinh đẻ rồi. Ý quên tới ngày chịu đực rồi. Ờ ý ớ hồi nãy thay lông ý ớ không chưa có chồng gì nhỏ đẻ. Ngủ tới gì vậy không biết. Ờ nằm thiệt. U hộ vậy, đó nhắm gì nữa, mỗi lần bấm coi phim là coi là thức. Mốt hay lông hết, lông trắng hết giờ. Để ý mỗi lần quay phim là thấy nó lạ. Ăn gì heo ăn nè, táp táp táp. Đứng ra đây ngồi ăn nè. Lấy cái ra, lấy cái người này ra. Rồi con ăn đi, con ăn đi. Sao
cái gì nó ăn được, nó ăn năng năng được tinh bột mà. Bỏ mắt rồi. Chứ không lẽ là ăn nằm úp dễ gì, người ta đang nằm mà. Đang ngủ mà cho mì. Bà cố ăn lắm tay chừng. Giờ cho nó ăn ở đâu, giờ ăn không ăn làm gì chống chốn gì bà nè, làm gì liếc chứ ạ, liếc liếc gì ạ.